Câu số 2 hỏi sư. Khi mình có vọng tưởng xấu ác bất thiện và mình không chấp vào nó thì mình có tội không sư? Quý vị làm ơn đem một cái bịch muối nửa ký, một ký để trước mặt quý vị đó. Mình ăn nó mà mình không chấp nó là muối đó, mà mình ăn được á, thì lúc đó sư mới tin là các cái pháp bất thiện quý vị không có chấp. Mình rất là dễ bị đánh lừa bởi chính mình. Mình nghĩ là mình không chấp. Mình sẽ hỏi quý vị đó, đem bịch muối trước mặt mình ăn, mình có chấp hay không chấp? Nếu mình không chấp là mình ăn được. Cho nên ấy, không có chấp và không có trí, coi chừng mình nhầm lẫn nha, coi chừng mình nhầm lẫn nha. Trong kinh Tạng không có chỗ nào Đức Phật dạy rằng mình không có chấp. Điều quan trọng á là khi tâm bất thiện sanh khởi, thứ nhất á là mình phải ghi nhận được nó, phải biết là nó đang có mặt trước đây. Và sau khi ghi nhận á, mình phải thực hành các phương pháp chỉ và quán để nỗ lực diệt trừ cái tâm bất thiện, hoặc là chúng ta nỗ lực thực hành theo bát chánh đạo để cho các thiện pháp tăng trưởng. Một á, là quý vị nỗ lực thực hành để cho các ác pháp biến mất, hoặc là quý vị nỗ lực thực hành để cho các thiện pháp tăng trưởng. Sư nói thì quý vị nghĩ nó là một, tưởng nó là một. Tại vì sao? Tại vì làm cho các ác pháp nó biến mất thì nó cũng giống như làm các thiện pháp tăng trưởng. Nhưng mà thực tế hành trì á, thực tế hành trì thì nó có vài chỗ khác nhau. Khác nhau như thế này. Ví dụ như sư nói trường hợp của sư đi. Khi mà sư trong một cái tình trạng nguy hiểm, cái nguy hiểm ở đây tức là có phụ nữ, có người nữ, thì khi đó đó sư dùng một cái phương pháp là sư quán tưởng rằng, tức là sư suy nghĩ rằng Ma Vương đang đứng kế bên và Ma Vương đang đọc nội tâm của mình. Ma Vương nói rằng để ta xem, chỉ cần một tâm tham dục xuất hiện thì ta sẽ cho mày biết ta là ai. Và khi đó đó, với sự quan sát giám sát của Ma Vương thì trong suốt khoảng thời gian đó, sư chỉ làm đúng mỗi một việc là làm cho khiến cho các cái tâm tham dục không xuất hiện, nỗ lực làm đúng mọi chuyện đó thôi. Quý vị nghĩ cái này do sư tự chế ra, xin thưa không phải. Nó thuộc về tứ chánh cần, tức là gì? Làm cho những cái pháp bất thiện chưa có thì không có, làm cho các pháp bất thiện đã có
thì biến mất. Đấy, nó là sư đang thực hiện theo tứ chánh cần. Và cái cách thứ hai là khi mà sư gặp người nữ mà có cái tâm bất thiện nó sanh khởi đó, tức là cái tham dục nó xuất hiện, có một cách thứ hai đó là gì? Nỗ lực thực hành để cho các pháp thiện, ví dụ như sư khi đó quán quay trở lại đề mục thiền của mình, hoặc là tứ niệm xứ, hoặc là tứ niệm xứ, hoặc là rải tâm từ, hoặc chỉ đơn giản là hai pháp tàm và úy đấy. Thì khi mình tập trung vào các pháp thiện đó, đó khi đó đó mặc kệ các pháp bất thiện, tức là cái tâm tham dục á nó xuất hiện thay kệ nó, không để ý tới nó, không quan tâm tới nó, chỉ quan tâm đến cái đề mục mà mình đang thực hành, chỉ quan tâm tới nó thôi. Và như vậy đó, tức là mình đang nỗ lực phát triển các thiện pháp mặc kệ các ác pháp. Thì đó là hai cách thực hành ha. Đó mới là cái phương pháp đúng đắn mà Đức Phật hướng dẫn. Chứ còn cái kiểu mà mình nói không có chấp á, không có chấp thì coi chừng nha, không có chấp với không có trí khi mình nhầm lẫn.